Vì sao sáng trong đêm lặng lẽ, nhạc buồn xa vắng, mê mông trần thế. Ánh mắt sáng ngời, lòng trời u tối, không gian xa. Tìm đến với nhau cho quên hận sâu. Ngày đó lứa đôi mơ duyên tình đầu, mong ước tan rồi để buồn mãi sau. Mày hồn tên ai?
Duyên thể. Làm sao có thể nghĩ được một chàng sinh viên luật mà lại có cái óc lý luận và có tính cách khoa học thực nghiệm. Thưa quý vị, nhạc sĩ Thanh Trang và nhạc phẩm kế đến đã làm biết rằng là không những riêng của chúng tôi, nhưng mà những quý vị ngồi trong thính phòng ngày hôm nay, quý vị sẽ rất là hạnh phúc